Ngày 2 tháng 4, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt gần 82 triệu đồng đối với ba tài xế xe đầu kéo chở cây quá khổ, quá tải quy định. Qua kiểm tra, cả ba xe đầu kéo đều vi phạm lỗi chở quá khổ, quá tải vượt quy định. Các tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lưu hành đặc biệt nên bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, xử phạt tổng cộng gần 82 triệu đồng. Ba tài xế điều khiển xe cũng bị tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng. Hiện ba cây cổ thụ đã được hạ xuống và đặt tại khu vực đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Mỗi cây cổ thụ có chiều dài khoảng 15 m, chu vi thân hơn 6 m, phần ngọn có nhiều nhánh dài. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đang chờ làm việc với chủ xe để xác định nguồn gốc của ba cây cổ thụ siêu khủng này.